tôi mà không hại được cái người này ấy, thì kiếp sau tôi làm con chó chẳng hạn thế. Thì nếu mà họ căm hận cái người kia đến cái mức tột độ thì kiếp sau là thành con chó thật. Những cái lời thề mà có tính chất miệt thị này, nhục mạ này, và quyết tâm là phải bằng được, và ở bên trong nó có một cái khao khát mãnh liệt là mày phải trở thành như thế, thì cái người đó nhận cái nghiệp rất nặng. Tự do được với những cái lời thề hứa của quá khứ là mình phải tự do được với chính mình. Luân hồi nó giống như một giấc mộng. Mơ thì có, mà tỉnh thì mất.